Chào tất cả các bạn nha. Nay bên mình giao chuyến này cho anh đợi đây. Tổ dân phố 4B nha, của Đắc Hà ha. Rất là ok nè ha. Chuyến này Isuzu 275 anh em nha. Về với anh đợi thơm ha. Một sản phẩm khá là ok rồi ha. Này thì cái dàn chiếc 275 này thì rất là xuất sắc ha. Được gắn cái gầu này thì khá là lớn ha. Này thì cái màu áo nó rin hết nha. Xe rất là đẹp anh em ha. Quay thì nó hơi bị lóa chứ cái màu áo của này là màu áo rin hết ha, rất là đẹp ha. Anh đợi với chị Thơm ha. Cái này thì phục vụ cho bà con cổng cổng này mình xúc này. Nông sản cũng như là xúc vật liệu xây dựng thì rất là ok ha. Gần đây thì mình có bán cho chú Trí Văn ở xã Thầy cũng chiếc như thế này ha, nhưng mà máy dân dùng. Ok, máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em ha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình ha. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Cũng rất mong anh em cho một like đăng ký để video chạy nhanh hơn ha, tiện anh em theo dõi. Ok, chào tất cả anh em nha.